Đầy ngẫu hứng, rực rỡ màu sắc và đậm tinh thần mùa lễ hội là những gì ngắn gọn nhất để nói về show diễn Ký ức tuổi thơ của bộ đôi nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú, Đinh Trường Tùng diễn ra vào tối ngày 3 tháng 12 tại Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh. Chọn Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh cổ kính để truyền tải tinh thần vui sống, Ký ức tuổi thơ mang tới một bữa tiệc thời trang của màu sắc, chất liệu, họa tiết và âm nhạc. Show diễn mang đến những thiết kế với form dáng cơ bản, tôn trọn những lợi thế hình thể, đồng thời khéo khỏa lấp những điểm chưa hoàn hảo. Bộ đôi phù thủy sắc màu một lần nữa phô diễn khả năng chơi đùa cùng họa tiết và màu sắc với những chi tiết, hình ảnh đời thường được cách điệu lạ lùng, bắt mắt trên từng thiết kế. Hoa ngũ sắc, băng cassette, cuộn len trở nên quen mà lạ trên những sáng tạo cho mùa lễ hội cuối năm. Những kiểu dáng thanh lịch cổ điển cố hữu tiếp tục được làm mới trên nền chất liệu gấm, lụa, taffeta. Bên cạnh đó, sự trở lại của len sợi tạo điểm nhấn thú vị trên các thiết kế mùa thu đông. Không đóng khung trong khái niệm họa tiết in, hai nhà thiết kế đã khai thác qua những chi tiết hoa 3D đính kết thủ công cầu kỳ, hoa đá pha lê nhiều màu. Siêu mẫu Minh Tú và Hoa hậu Hồ Hennier xuất hiện trong giai điệu rộn ràng từ chiếc xe buýt 2 tầng nhộn nhịp. Ba nàng hậu Lương Thùy Linh, Mai Phương, Đỗ Thị Hà cùng ba chú mèo xinh xắn như lời chúc một năm 2023 Quý Mão, mới mẻ, bình an và nhiều màu sắc.